Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của iWay Gaming nhé. Thì hôm nay là ngày thứ 137 và điểm danh xong là ngày thứ 138 của server mình rồi. Đấy, thì hôm nay là tôi sẽ đi làm cái này anh em ạ. Đấy, tôi làm xong hết nhiệm vụ rồi, một tí nữa vào bây giờ anh em xem thôi. Nhưng mà trước đó chắc là tôi đi vào nhận nhiệm vụ nhá. Thì mấy cái này tôi cũng làm xong hết rồi. Đấy, cho nó nhanh anh em ạ. Đỡ mất thời gian của anh em xem. Tôi chỉ đi vào đi nhận thôi. Ok. Lắm luôn. Rồi xong rồi, quên mất là tôi còn làm mấy cái nhiệm vụ. Tôi mới đi giải xong mấy cái này nữa, 120 mấy nè, chắc đi hết được chiến luôn nhờ. Bây giờ chúng ta sẽ nâng tới cái gì ta? Bên này 38 rồi, cho nó lên luôn nhá. Đây thì là 19, cho lên 20 đi. Rồi có cái nào để lên được nữa không ta? Lực chiến tôi hiện tại đang bị giảm đi mà, đang bị giảm so với mọi người chứ. Tin nên là tôi phải up nó lên thôi. Cái này chắc là up level đi. Up level luôn, xong up lên up tê cái máu cho nó đi mà. Bây giờ nó cũng hơi yếu rồi. Lên chưa? Đấy, lên level 60 liền anh em. Đây tỷ lệ sát thương, tỷ lệ mình sát thương à. 40 nè, 20 nè. Đang còn 26 nữa, chắc rồi cũng không lên được nhiều. Rồi, tạm thời như thế thôi, 222k được chiến. Hiện tại là mình vẫn đang hạng 9 thôi đi mà. Hồi trước biết mình hạng 7 nhưng mà sau khi mình lấy đổi trên ra thì mình thay vào thì mình xuống hạng 9 rồi. Nhưng mà lực chiến thì như tôi nói anh hoài á, không có quan trọng lắm đâu anh mà. Rồi ok. Mình trả tiêu phí này, đợt này tôi tiêu phí cũng khá khá đấy. 2.300 rồi, 2.500, chắc là sẽ lấy cái móc 2.500 ha. Lần nào tôi cũng lấy móc 2.500 thôi. Này thì tôi cũng mua rồi nè. Đấy, mua xong nữa cái này là xong tiêu phí rồi đi. 2.500 là đợt nào cũng tốn mất 2.000 mấy đá mà. Nhưng mà thôi, cái đó là tiêu đại cuộc không sao hết. Em bắt buộc em phải mua cái phần đạo cụ nhá. Mua phần thể lực để mai mốt anh em còn chơi được cái sự kiện thể lực ấy. Không mua mai mốt thọt lắm anh em ạ. Rồi ok, không có lòng vòng nữa anh em ạ. Xong cái này là bay vào để quay luôn nhá. Rồi, được một mảnh của Devil. Ok. Như vậy là bây giờ chúng ta sẽ vào quay luôn cái vòng quay nhá anh em nhá. Nhiệm vụ tôi cũng đã làm xong hết rồi, có vào nhận thôi. Chúng ta đang còn hai cái nhiệm vụ này, khiêu chiến đấu trường 5 lần và cả cầu nguyện một lần anh em ạ. Một lần nhân 10 ấy. Rồi, như vậy là mình sẽ đi vào spam đấu trường 5 lần anh em nhé. Thì đấu trường hiện tại anh em trong server khá là mạnh rồi, nên là tôi cũng đang hơi đuối để có thể dí được. Để nhìn mấy hôm nay nè. À, tóc hiện tại nó cũng cao hơn nhớ. Tôi cũng hơi làm biến up cho nên là thôi cứ để tóc ở đấy. Mình chỉ đứng hàng 6 cứng là ok rồi anh em ạ. Bây giờ cứ ráng lấy được cái combo là ok. Không biết là có đủ không ấy chứ, bây giờ tôi mới có tận 36.882k đá thôi. À đọc đúng nhỉ, 36.882 đá mới đúng. Đọc sai mất công mấy ông lại chữ. Rồi đánh thử backline nhá. Hồi lúc trước thì mình spam mình cũng có may win được, bây giờ mấy ông đổi đội hình cái nghỉ win luôn đi mà. Đấy, ông đem con Sam Long lên trước cái nghỉ win luôn. Chơi mà tàn nhẫn thì cái chứ. Rồi nó chừng này nữa là xong nhá. À, như vậy là xong rồi đi mọi người. Ok. Dạo này á, tự nhiên tôi nhìn ra được một cái điều, đó chính là mỗi ngày tôi quay một lần nhân 10 nó thành ra nhân 2 đi mà. Đây anh em thấy không, 5 ngày tôi quay mỗi ngày một lần nè, xong cái tôi thấy toàn nhân 2 thôi, không có cái nào nhân 1 luôn đi mà. Tôi không biết hôm nay quay hết thì mình có được hay không đó chứ. Rồi lượm thôi, đó là nhân 2 tiếp. Rồi, quay tiếp thôi. Bây giờ hy vọng là 19 lần này của mình là sẽ có lần nhân 10 đi nhá. Chứ bây giờ nó nhân 2 hết thì mình cũng không có đủ đâu anh mà. Đấy, quay liên tục thì nó lại ra nhân 10 nhá. Hôm bữa nay là ui. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, tầm này thì lo lắng cái gì nữa nha. À nói chung là cũng phải lo nhưng mà biết đâu nó không đủ thì sao. Tôi đang có 26 rồi, bây giờ tôi cần 10 cái nữa. 10 cái nữa thì chắc là tôi nghĩ là sẽ đủ đi mà. Bây giờ dư sức rồi, nhưng mà bây giờ có đủ tôi cũng không biết đổi cái gì đi mà. Đổi về tím hiện tại là đang hơi lâu, tôi nghĩ là tôi sẽ đi đổi Devil thôi. À, tầm này là không có cần phải lo lắng nữa rồi đúng không anh em? Còn thế nhờ, tự nhiên tôi quay mỗi một ngày cho nhân 10 đi thì nó ngày nào nó cũng ra nhân 2 đi mà, chưa có ngày nào mà ra nhân 1 luôn. Thì không biết là cái đó là do may mắn hay là trick nữa. Thì anh em nào có tới sự kiện này anh em có thể thử giùm tôi nhé, test thử xem như thế nào anh em ạ. À, bây giờ nó tăng ra nhân 2 như thế này thì chắc là tôi sẽ đủ rồi, dư sức luôn anh em ạ. Tôi có nên đổi Devil ta hay nên đổi về tính nào? Bây giờ tôi đang cần con Devil nó phải khỏe một tí ạ. Ai lần cuối cùng đây? Lần cuối cùng đây, nhân ngay 10 cái nữa không nhỉ?
Chắc chắn là hồng rồi. Rồi ok, ở trong này thì trợ lực của mình đã nhận rồi. Hiện tại chúng ta đang có 43 cái súng cá mập. Bây giờ tôi đang phân vân giữa việc tôi đổi cái 50 mảnh của bay tím. Hiện tại tôi đang chỉ có 14 mảnh thôi. Đổi 50 nó thì chỉ có 64 mảnh đó, nhưng mà cũng còn khá lâu để có thể có được em bay tím. Thì nếu như mà tôi đổi 50 mảnh này, tôi lại có thể lên được em Devil 6 sao. À, vẫn còn dư lại 13. Dư lại 13 thì tôi lại có thể đổi không đủ rồi đá rồng nhờ. Hơi tiếc anh em ạ. Nếu mà đủ đá rồng thì ngon quá. Cũng không đủ để có thể đổi được cái phần combo này luôn ấy chứ. Cay thế nhỏ. Ấy chà. Rồi, cuộc đời mà anh em sống có bao nhiêu lâu đâu. Thôi thì cứ nạp luôn anh em ạ. Có hai vé rồi, có hai vé rồi. Rồi, nạp lượm xong hai vé tôi sẽ đem vào nhá. Như vậy là một cái phần trợ lực của mình à. Bây giờ tôi sẽ đi mua đá rồng phát đã. Đấy, mua đá rồng phát nhá. Ok, như vậy là chúng ta sẽ có thêm một lượt nữa, hy vọng là sẽ ra nhân hai luôn anh em nhé. Rồi. Nhân hai nào. Ôi rồi, xong luôn rồi anh em. Rồi, xong rồi, mất tiền ngu rồi. Rồi ok, nếu như mình không không ra nữa thì chắc mình sẽ đổi 50 mảnh Devil đi nhớ. Đổi 50 mảnh Devil đi để mình lên được 6 sao đi mà. Đấy. 13 hả? Cay thế nhờ, tự nhiên bây giờ không đủ anh em ơi. Thôi đổi vàng thôi chứ biết sao giờ. Đổi vàng anh em nhé. Ok. Đổi được 2M vàng. Cái này thì chắc là đổi được 3 lần. Rồi, hợp lý anh em ạ. Tạm thời như thế thôi chứ bây giờ nó không ra nhân hai cho mình rồi thì cũng biết làm sao giờ, số phận đã định như vậy rồi anh em ạ. Nên là cũng không có đòi hỏi thêm được nhớ. Ok, rồi tích nạp cái gì đây. Ôi, cũng được hai vé một cái combo. Lợi lợi lợi, có lợi rồi. Trong đây thì tôi vẫn còn đá rồng. Hiện tại thì nạp tiếp 60 sẽ được duy trì 30 ngày thể tháng nè. Nạp tiếp 60 à. Thôi bớt nghiện đi đi mà. Tôi thấy là cảm giác hơi nghiện rồi đó. À, ok. Rồi như vậy là chúng ta đã có được một cái mục tiêu rồi, cũng được cái mục tiêu rồi. Bây giờ chắc là tôi đi đổi luôn em Devil nữa 6 sao đi nhé. 170 hả, 30 nữa sẽ 200. Vậy là sẽ là 101 nữa đi mà. 101 chúng ta sẽ có được em Devil 6 sao. Thì 101 à, đủ không ta? Hiện tại tôi đang có cho mình ở đây là 20 này. 20 với lại ở đây 80 sẽ là 100 này. Thì tôi thiếu 10 mảnh à. Thiếu 10 mảnh rồi, cay vậy. Cay anh em ơi. Có cái chỗ nào để mình đổi được thêm 10 mảnh của Devil không ta? Này anh em, bây giờ tôi mở cái này là 80 này, 20 nữa là đổi trước nhá, đổi trước mảnh của Devil nhá. Đấy, tôi sẽ có thêm được 20. Vậy tôi còn thiếu nó được đó 90 mảnh nữa. Thì đây nó mới có 80 thôi anh em ạ. Còn gì cay hơn không? Cay vãi. Bây giờ tôi có nên bỏ 10 mảnh vàng năng để up 6 sao không ta? Tôi nghĩ là nó thật sự nó cũng không đáng lắm anh em ạ, 10 mảnh vàng năng á. Thôi cứ để đi nhá. Thì trước sau nó cũng đủ thôi. Cay đấy nhờ. Mình sẽ đi mở cái này ra xong rồi up 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 tiên phong lên một tí nhé. Ok, nên tôi còn buổi họp nữa. Cái thật sự đấy mà, giờ làm sao để có được bờ mảnh của con Devil đây? Thiếu cái này hụt cái kia, bực ghê ta ơi. Có hai cái vật phẩm nó cũng không có cho mình nữa đi mà. Tôi đang có 116 triệu vàng này, chắc là tối nay auto tiếp nhờ để kiếm cái lượng tiên phong. Thì bây giờ để up tiên phong luôn. Đây, vừa vào là bao nhiêu con Devil up lên. Thì cái đoạn này chắc là tôi sẽ cho nó speed nhanh qua nhá anh em nhé. Tăng tốc lên. Rồi, ok, như vậy là mình cũng đã làm xong rồi. Thì hiện tại là mình lên cũng được đâu đó khoảng tầm 100 mấy, tôi cũng không để ý lắm. Nhưng mà lên là ok rồi đi mà. Rồng thần thì mình cũng mới up hồi tối hôm qua rồi, anh em cứ nhân 1 thôi nhá. Anh em nhân 10, dạo này tôi cũng hơi lười nên là có một vài ngày tôi vào tôi nhân 10 hết em mà. Nhưng mà bị lỗ lắm anh em. Nhân 10 rất là lỗ luôn. Tại vì mỗi một lần anh em nhân một cái này anh em có thể điều chỉnh xem là mình muốn lấy cái nào nè. Đó chẳng hạn như cái này là trừ 0,01 tất sát nhưng mà được cộng 5 công cộng 2 thủ nó sẽ lời hơn, mình cứ lấy ha. Rồi khi nào mình lấy nó sẽ cộng bù lại này. Đấy thì mình cứ lấy. Chứ anh em nhân 10 lỗ lắm, thật sự rất là lỗ luôn á. Tôi đang có cho mình 7.300 cái này à.
luôn. Hôm bữa tôi vào phần này tôi mới chợt nhớ ra đi. Tôi mới chợt nhớ ra là tôi còn đó đó khoảng 60 mấy ngàn điểm. Ôi dồi, thấy là giờ tôi mới up. Rồi bây giờ rồi. Tôi đang cần mấy cái này chắc up hết rồi. Cho lên 50, 70 hết rồi nhưng mà mỗi con quýt thôi. Vậy là mình sẽ up cho con quýt nhé. 7 ngàn mấy up cũng nhanh thôi à. Cho lên level 50 hết đi anh em nhé. Nhìn cho nó đã con mắt anh ạ. Bên này tôi sẽ có 50 hết rồi. 50 hết rồi đúng không? Rồi ok, như vậy là đủ hết rồi. Mình sẽ bay qua up mấy cái chi thức đỏ. Chi thức đỏ của mình hiện tại cũng đang hơi cùi cùi thôi. Không biết có cái đỏ nào công không nhỉ? Công thủ này, công thủ này. Rồi up mấy cái này thôi. Đấy, up một cái một là hết điểm luôn. Rồi như vậy là hiện tại là mình đang có 923k lực chiến, hiện tại là cũng lên được khá khá nữa nhờ. Hôm nay ít tàn tàn thôi cũng lên được hợp lý rồi chứ. Rồi thì chắc là mình đã lên tiên phong xong rồi, bây giờ chắc là đi vào đấu trường liên server thôi. Hôm nay thì một ngày tôi đã cứ đánh 3 lần thôi, đây mà không có đánh nhiều. Đây là gia kim 1,4 triệu này, như này chắc đánh được. Ôi rồi ơi, à quên mất nữa, mấy server mấy ông khác thì lên được cho mình gọi là con rô rồi, đã tới triệu hồi rô rồi đây mà tôi thì cũng chưa. 21 thì chưa có này, mà đội hình này chắc là tôi có thể đánh được. Hình như có vẻ là nạp nhiều anh em sẽ được cái rương hay sao đó, hay là do ạc này xui nhờ, không được cái rương chọn con rô nhờ, đen thế nhờ. Rồi trăm lặng một là ok rồi, lùm mấy cái bạn luôn. Bên kia không có đeo vồ, tem một thì nó cũng khỏe cho mình ha, nên mình sẽ có lợi thế về tem khá là nhiều á. Ráng cho cố vô xong rồi tí thua cũng vậy. Tôi nói rồi, anh em nào xem kênh của tôi hay bị cái vụ này lắm. Gáy gáy xong cái sớm ăn gì đây mà cũng nhiều pha lắm rồi chứ. Rồi chết mấy con hàng đầu đi để còn bút cháp cho em level nữa nè. Rồi không chết rồi đi mà. Chúng ta đang có 4 cái nổ, 4 cái đất sát này sẽ dội thẳng vào tên bạn luôn. Lên bảng nè, hy vọng là lấy rô thì mình sẽ may mắn được tí nha anh em nhé. Nên là tầm khoảng đó 70k mà mình có được một con là ok lắm rồi. Quay mèo nữa thì maybe là mình sẽ có thể đủ được đá. Mình đã đang có VIP 5 thôi, không biết cũng hên xui lắm đi mà. Đó, như vậy là 6 con tên mình còn nguyên. Bên kia hiện tại đang có cho mình đội hình cũng khá là ổn áp đó chứ nhờ. Có Towa này, có Go 4 này, có Rô này. Mà level của mình hiện tại cũng đang khá là cao rồi. Tụi nó cũng đang né không level ra đi mà. À coi như tôi chưa nói gì vậy anh em nhé. Sợ thật anh em ơi, chưa kịp làm ăn gì hết trơn mà nó vào kìa. Anh em nhìn khiếp chưa? Khó chịu vô cùng luôn. Như cái này thì team 2 của mình ra cũng hơi khó. Tại vì team 2 của mình nó cũng không có những con kết liễu ở bên kia mà. Rồi bên kia thì để đội hình cũng khá là cứng. Song Long với lại con quýt hàng đầu nữa. Bây giờ chỉ có nước là giết được con Towa, ở giết được con Devil bên kia mới có nổ cho Song Long thôi. Rồi, cộng hồi nổ nhiều khi nó đủ nổ nữa rồi nhưng mà. Chúng ta đang có chân nè. Chói Song Long lại là hợp lý. Ui rồi ôi, chói cả Song Long lẫn rô thì ngon quá rồi đi. Ồ, đủ giết con mạng của Devil không nhờ. Nếu mà đủ giết được con Devil tôi nghĩ là ok đấy. Đúng rồi, hợp lý rồi. Như vậy là ok lắm rồi đi. Lấy thêm được cái mạng miễn tử của Song Long nữa là quá là đẹp rồi. Như này thì Song Long bên mình mà không bị chói nha, thì đây sẽ là một cái trận đấu kết thúc sớm luôn đó. Ok, hợp lý rồi. Này thì lấy rô sớm với chúng tôi này. Rồi coi như là bảy màu Song Long nhá. Lậm lèn. Quyết qua tên 2 rồi thì cũng phải bay mèo thôi. Ôi, không đủ nổ đây mà.
mà không sao, nếu mà mình giết được con quýt thì hợp lý rồi. Ok, như vậy là đã chết quýt rồi, bên kia chỉ còn ba thôi, cũng không có còn những con dồn đám nhiều đây mà. Ok, trời ơi, ngay tên này mà bị trói nữa. Hôm nay chúng ta sẽ còn trân để tăng được hàng đầu. Thủ bốn của mình thì vẫn đang còn cái điện tử. Con rô bên kia cũng đang mới 4 sao thôi, cho nên cũng đỡ lo lắng nhiều đi mà. Rồi, quay trở lại thôi. Lắm. Thiêu đốt nè. Đâu chưa, đâu chưa. Rồi một tên nữa thôi là xong rồi đi mà. Có vẻ như là hơi lâu rồi đó. Vẫn còn níu kéo. Rồi chói nó lại cái nào. Đây, anh em thấy rõ ràng chưa? Nhưng mà lâu lâu cũng được một vài pha gọi là đánh cũng không chói cũng ok nhưng mà. Chứ bình thường thì con tôi qua của tôi nó rõ lắm. Rồi, như vậy chúng ta đã có cái trận win này nhá. Rồi, 7 triệu 1. Bên mình thì xong năm 3 triệu 2 thôi. Cô 4 làm cũng nhiều á. Lên được kim cương 1 đây. Thì cứ đánh từ từ lên em nhé, không cần phải đánh kiểu vội vàng đâu. Ở đây là 1 triệu 9 hết rồi à. Anh em gọi mạnh thế nhờ. Quỳnh Nhi à. Quỳnh Nhi này sẽ vào 213. Ui, đội hình căng thẳng vậy. Đội hình như thế này mình có khả năng mình win không nhờ. Nhưng mà lỡ biết đâu chỉ mới lên được con Devil 6 sao thôi thì sao ta. Xếp đội hình cũng gần như là giống mình luôn anh em ạ. Ta có biết có ba đót bốc hàng đầu nè. À khó ta, bên đây có thêm con đại đế nữa. Có con nào à? Đây Devil hả? Devil 24.000, đánh thử dòng này anh em nhé. Chứ tôi nghĩ là cũng hơi khó để ăn được á. Mình sẽ đem con Towa lên trước không nhỉ? Bên đây nhìn có Towa 4 sao này anh em. Bên đây con Vegito này hợp lý không? Hợp lý chưa? Như này nhá, đánh thử nhá. Ok, chúng ta sẽ có Devil nổ đầu. Devil bên kia thì cũng mất máu khá là nhanh. Tôi nghĩ là vẫn chưa lên được môn nhiều môn cao đâu. Nên là nếu mà có cơ hội giết được con Devil bên kia sớm thì hợp lý á. Ngon á. Ê, giết được không? Con Vegito đánh với con Devil là giết được anh em nhé. Hay rồi, tê liệt nó luôn rồi anh em. Thế là không nổ được rồi. Ơ nhưng mà bên kia có con cu đen anh em ạ. Cày rồi. Bên kia có con cu đen thì nó giải được cái tê liệt anh em nhé. Cứ tưởng là gà hóa ra là thóc anh em. Ác đấy, mạnh ác đấy. Nhưng mà khả năng cao là Devil của mình vẫn gánh nổi nhá. Tại vì con kia bên Devil bên kia thì mới 6 sao, tầm tôi nghĩ là tầm cũng tầm mới lên thôi. Để xem có cái mini skill tướng mô hay không nhé. Bên sau nữa là Devil của mình đã lên được nổ tức sát rồi. Cố gắng lên, cố gắng lên. Chỉ cần win được cái trận đầu thôi là hợp lý rồi. À, mini kill thì vẫn đang chọi ra con rồng anh em ơi, cho nên là chưa được tử môn anh em nhé. Tầm này thì chơi được. Tầm này thì chơi được nè. Rồi, nếu mà choáng một lần nữa là hợp lý rồi. Rồi, bay màu. Bay màu liền với chúng tôi. Ok, như vậy là chúng ta đã win được hiệp đầu tiên nhé. Bây giờ team 2 cũng có tên bạn ra thì chắc chắn là team 1 mình sẽ phải bay màu rồi. Nào là Song Long rồi, giờ Tô Hoa là tùm lum hết em ạ. Nếu như mà mình không trói lại được đó nha, thì khả năng cao mình cũng sẽ bị thua đấy. Đây là bắt buộc phải trói được rồi em ơi. Rồi, lấy đi cái nổ tức sát của con Song Long là cũng ok rồi. Chưởng thêm lần nữa đi. Ấy chà, chưởng ké nữa, vậy là con Song Long bên kia sẽ có thêm một lần nổ nữa anh em nhé. Hỏng rồi, hỏng rồi. Bây giờ là mình phải kiếm được nhiều cái debuff nhất có thể cho tay bạn. Ôi, chói Song Long lại là cũng ok rồi. Tê liệt thêm cả tôi qua nữa anh em ạ.
Nhưng mà tôi qua chắc là sẽ hồi sinh và mất cái tê liệt rồi. Chuyện gì khó thì đã có Song Long lo. Lụm cái mạng luôn. Rồi giờ này trưởng rồi, chắc là đi một hàng rồi, rô hàng sau cũng sẽ mất luôn cái à không đủ nộ à. Hay thế nhờ. Không sao, coi như là mình đã có được khoảng đó 60% tỷ lệ thắng rồi. Bên kia thì đam chính coi như là chúng ta sẽ có vô 4 với lại Xem Long thôi đấy nhá. Trên drone thì tại chắc là chưa khỏe lắm đâu. Tôi nghĩ là 4 sao chưa có hồi vũ khí á. Đó, trường cũng chưa có đau lắm nhưng mà chưa đủ đam để giết được con qua bên mình nữa. Ôi giời, không chết được con Kela nữa. Ok rồi, như vậy là hợp lý rồi. Tầm này thì trả tham vậy thôi. Trời ơi, chói thêm cả Song Long với lại con Rô nữa kìa. Team ai mà mạnh dữ vậy. Gáy lâu lâu gáy, nhưng mà lâu lâu tôi qua nó làm được vài pha như thế này là phải gáy liền. Đánh không có refill nè. Thôi lại nổ rồi. Ok, rồi chúng ta đã có một trận đấu win nữa rồi nhá. Tầm này thì 6 đánh 1 rồi em. 13.9 triệu đam đó chính là cái số đam của Song Long anh em nhé, cho nên là anh em phải sở hữu. Thì hai trận là tôi nghĩ cũng khá là dài cái video của ngày hôm nay rồi. Thì thank you anh em đã dành thời gian để theo dõi video của mình, và hy vọng anh em cho mình một like, một subscribe nhé. Bye bye anh em, và chúc anh em một ngày thật là vui vẻ luôn.